Chào các bạn, hôm nay mình hình một cái hình rất là lạ. Là vì mình luôn luôn có một cái tiêu chí chụp hình, đó là chụp chân dung, nghĩa là chụp người nói chung, chụp cưới là những người là người. Nhưng đây là một cái hình rất là lạ, là cái hình phong cảnh. Hình phong cảnh là cái hình mình rất ít khi chụp. Ok. Nhưng mà tại vì cái nhìn của nó đó bạn, cái nhìn của nó là phong cảnh. Nhưng mà mình là người chụp, mình không có một cái feeling, một cái cảm nhận đây là hình phong cảnh. Nó gần như là snapshot nhiều hơn là hình phong cảnh. Có nghĩa là tức là gì? Người chụp phong cảnh đó bạn, là họ sẽ dùng kỹ thuật HDR rồi làm chỉnh ánh sáng này. Tôi thì không, hình này là giống như snapshot đúng nghĩa. Thì trước khi tôi chia sẻ cái hình này, tôi nói tí xíu về cái background nó như thế nào, xảy ra như thế nào. Là thì lúc đó là ở bên Mỹ thì tôi chơi nhiếp ảnh, thì tôi làm nhiếp ảnh thì tôi chỉ có việc chụp thương mại mà thôi. Cho nên đôi khi tôi cũng muốn là đi giao lưu với bạn bè và một số người khác. Thì tôi có quen nhiều đồng nghiệp và chơi ảnh phong cảnh. Thì tôi muốn biết rằng họ đi chụp phong cảnh như thế nào, họ sinh hoạt thế nào, họ thế nào. Thì cái anh bạn của tôi á, ảnh chuyên về phong cảnh. Thì tôi mới nói, em dẫn anh đi chơi, tôi bạn là nhỏ tuổi hơn tôi, em dẫn anh đi chơi. Thì tôi còn nhớ là khoảng 8 giờ tối khởi hành, hay là 9-10 giờ tôi quên rồi. Lúc đó tôi ở Nam Cali. Thì cái hình bạn đang xem nó gọi là Yosemite, một cái thắng cảnh đẹp nổi tiếng ở Bắc California. Thì tôi còn nhớ là đi cái giờ đó tối. Thì khi tới nơi đó, nó tối như mực. Tối như mực, không có cái gì, mấy cái gì á. Thì cái anh bạn tôi, em cái anh bạn nói với tôi, anh nói là anh Hàng ngủ đi, vì chút nữa mình về sớm á. Thì sự thật mà nói không ngủ phải ngủ thôi, bởi vì chả có cái gì. Trong cái xe hơi, cái bãi đất trống rồi trước mắt mình không bóng người, không có gì hết trơn á. Thì tôi đang nằm ngủ thiêm thiếp thế này thì chắc cũng không biết bao nhiêu lâu. Thì cũng bắt đầu lờ mờ, cái anh bạn nói dậy, anh này anh kinh nghiệm vậy. Thì tôi mở mắt dậy, tôi hết hồn các bạn. Có nghĩa rằng là tôi đang, bạn nhìn cái hình này bạn thấy đó, nó phản ảnh rất đúng cái cảnh mà tôi gặp. Tức là tôi đang ngủ giữa cảnh thần tiên mà tôi không biết. Tôi đang ngủ giữa cảnh thần tiên. Tức là sao khói mây lượn nhìn nó ghê rồi. Cái bạn nhìn kỹ cái chỗ này, bạn sẽ thấy có một cái vách núi nó bị cháy sáng nè. Bạn nói một núi sao cháy sáng được? Không, cháy sáng đó có nghĩa là mặt trời đánh làm sao mà đụng vô vách núi mà nó dội lại như cái gương của tôi. Nó sắc kỹ này, cái này hơi bị siêu thật đó nha. Thì đó là cái chuyện. Thì cái chỗ mà tôi chụp đó rất là lạ. Thì cái chỗ này chỗ du lịch mà, cho nên nó là họ xây một cái platform để cho dân du lịch tới đó chụp. Thì dân du lịch phải là dân chụp hình nha, dân du lịch khác, dân photography khác. Thì dân du lịch bạn biết rằng là trung bình một cái xe buýt khoảng 1 tiếng nó dừng lần, mà một lần nó dừng dài khoảng từ 30-50 người xuống chụp ào ạt, cái lên xe đi tiếp thôi. Người ta nói tôi cũng chẳng có hạnh phúc gì, mình chẳng qua là mình tới sớm người ta, mình đứng ở trước thôi. Thì tôi chụp không có đổi góc gì, đứng ở chỗ đó như mọi người vẫn đứng. Thì tôi chụp cái hình như vậy, người tôi hài lòng vậy mà thôi. Nhưng mà câu chuyện nó không dừng lại ở đó, nó dừng lại ở chuyện nữa là khi tôi về công ty của tôi thì công ty của tôi có một phong trào nhiếp ảnh, trong đó thì tôi không thích thi thế nào hết á. Nhưng mà tại vì công ty muốn gây dựng phong trào cho nên muốn mọi người để tham gia bình đẳng với nhau. Thì tôi xử cái hình này, tôi mới đem hình ra thi, ví dụ vậy. Tôi muốn cái hình này thi. Thì có mấy chuyện kế tiếp nữa là khá là buồn cười, là khi tôi thi thì tôi không có tinh thần cạnh tranh về nhiếp ảnh. Nhưng mà khi tôi thi thì bởi vì khi mà vô vòng 1 là cái số lượng phiếu bầu của cái hình này nó cao quá, trong khi tôi là cái dân chụp chân dung là chụp cái này đâu. Thì tôi có hình sự thật mà nói là tôi chỉ có chỉnh contrast, tôi cũng làm gì chưa, chỉnh contrast thôi. Xong tôi cử cái hình này thì rất buồn cười, đó là sau khi cái hình này nó nộp vô rồi thì nó luôn luôn ở top 3, mà cái vị trí number 1 gần như chiếm 60% cái bề dày cuộc thi, nó được bầu khá là cao. Thì tôi thì không có tinh thần cạnh tranh với bạn, nhưng mà nó buồn cười nghĩa là vì một khi nó đã thi rồi thì mình coi mình cũng nên khuyến khích nó. Tức là mỗi ngày tôi đi làm, tôi phải vô tôi computer, tôi bật lên tôi coi nó bao nhiêu phiếu bầu, rồi tôi phải đi vận động nữa chứ. Nó nói ê, dán bầu hình của tao cho mày nhé, bỏ phiếu của tao, ví dụ đi vận động cho nó được giải, cho nó vui. Thì trong cái vui nó cũng có cái gì đó nó rất là cạnh tranh, nhưng cái bản tính mà xấu xí của con người là nó trội ra. Ok, khá vậy. Thì
Kết quả là nó về nhì trong công ty của tôi, nói chung là cũng vui, cũng hài lòng, cũng cái niềm, cái một kỷ niệm. Thì tôi chia sẻ bạn đó là vì trong nhiếp ảnh nó có một cái điều, mình học nhiếp ảnh thì mình cứ học, mình học về kỹ thuật học này này, mà tôi tin một điều, tôi tin là vấn đề thiên thời địa lợi nhân hòa, có nghĩa là sẽ có những cái hình tự nhiên nó xuất hiện đúng lúc vào cái thời điểm nào đó. Tôi nói kể cả lương kịp chừng người luôn, kể cả chừng người luôn, sẽ có những lúc tự nhiên mình gặp cái hoàn cảnh ánh sáng thuận tiện, tất cả mọi thuận tiện, cái dù có kỹ thuật đi nữa thì cũng cần siêu yếu tố đó vào. Sau mỗi cái hình là một câu chuyện, một kỷ niệm đẹp, một cái hình này tôi nhìn lại rất là hãnh diện về nó, bởi vì nó gợi tôi chính xác cái cảnh tượng mà tôi gặp ngày hôm đó. Tôi không có manipulate, tôi không có thao túng cái hình này về mặt kỹ thuật. Tôi chỉ chỉnh tương phản mặt trắng đen, bởi vì buổi sáng mà biết sáng trời lạnh, nó mờ nhạt lắm, màu sắc nó không có đẹp. Thì cái vùng này, vùng Yosemite này là cái vùng nổi tiếng của một nhiếp ảnh gia đại nổi tiếng là Ansel Adam, người ta đặt luôn cả cái tên đường ở đó. Cho nên đó là khi tôi hậu kỳ nó, tôi hậu kỳ theo phong cách của Ansel Adam để tribute một những người photographer nổi tiếng của thế giới. Cái đó là câu chuyện của bức hình này. Và tôi còn nhớ không lầm là tôi đặt tên là tôi đặt tên nó tại vì thi có tên. Tên gì giờ tôi đặt nó là The Morning in Yosemite. Okay. Xin cảm ơn các bạn.